Vâng, xin chào bà con và anh em đang chăn nuôi dê. Hôm nay mình sẽ review cho quý bà con và anh em xem một cái trường hợp dê bị sưng phù mặt. Đây là video do các bạn xem kênh YouTube của mình và gửi qua mình nhờ mình chẩn đoán và hướng dẫn cái phác đồ điều trị. Thì như cái trường hợp dê này, các bạn chú ý quan sát con dơ này, biểu hiện của nó là cái vùng mạch và vùng dưới hầu bị sưng đó, biểu hiện chính là như vậy. Và cái khuôn mặt cũng như là cái ánh mắt của con dơ này nó khá là buồn đấy, buồn bỏ ăn. Vậy thì với cái phương án này thì chúng ta chẩn đoán nó bệnh gì? Với những thông tin đó thì chúng ta chưa đủ để chẩn đoán cái bệnh con dơ này là bệnh gì đâu. Qua trao đổi với bạn này thì mình có hỏi xem những cái thông tin, thì như một cái video hôm trước mình có chia sẻ về cái trường hợp dê bị sưng phù mặt đó các bạn. Nếu các bạn nào theo dõi trên kênh của mình thì mình cũng có chia sẻ về những cái vấn đề này rồi. Vậy thì sưng mặt này thì mình sẽ dùng cái phương án loại trừ nha các bạn. Mình có hỏi bạn này là con dê này nó có bị lở miệng hay viêm loét trong miệng hay không, thì bạn này nói là không không. Thì chúng ta sẽ loại trừ cái phương án là sưng phù mạch do lỡ miệng. Rồi một cái phương án loại trừ nữa đó là con dê này á, nó sưng phù mạch thì nó có thể là bị lỡ miệng cũng có sưng không, rồi bị sáng chỉ cũng bị sưng nè, sáng dây cũng bị sưng này, rồi cái sinh trùng đường máu nó cũng sưng mạch. Vậy thì từ 4 đến 4 nguyên nhân như vậy, chúng ta đã loại trừ được nguyên nhân là lỡ miệng. Còn 3 nguyên nhân còn lại thì liệu nó có phải nằm trong những nguyên nhân đó không, thì chúng ta tiếp tục chúng ta xét không. Nếu con dơ này nó bệnh do sáng lá gan hoặc sáng chỉ hoặc là bệnh ký sinh trùng đường máu, thì con dơ này nó không thể nào mà nó mập mạp, nó bóng mượt như thế này đâu các bạn. Các bạn thấy cái nước lông của nó không, bóng và dơ mập mạp rất là rõ ràng. Thì chúng ta cũng sẽ loại trừ luôn ba cái trường hợp là bị dung chỉ, bị sáng lá gan và bị ký sinh trùng đường máu. Vậy thì rốt cuộc nó bị bệnh gì các bạn, rốt cuộc nó bị bệnh gì đấy? Thì đây là một cái trường hợp bị bệnh mình chẩn đoán nó là bị bệnh E. coli sưng đầu mạch, hay còn cái gọi tên khác là sưng phù mạch da E. coli đấy. Thì cái bệnh này, cái tên mà E. coli thì các bạn nghe rất là quen thuộc, nghe rất là quen thuộc. Chính vì cái phổ biến và tính vì cái tính phổ biến của nó không, nên là cái dòng E. coli nó kháng được rất nhiều các loại kháng sinh và nó tạo ra rất nhiều các biến chủng. Riêng con E. coli không, nó gây ra rất nhiều các bệnh nha các bạn. Thứ nhất, nó có thể gây nên cái bệnh tiêu chảy, đây là rất là phổ biến không, như 80% là nó sẽ gây bệnh tiêu chảy. Mà tiêu chảy các bạn không biết cách dùng thuốc thì nó sẽ không có hiệu quả đâu không, do con E. coli gây ra, khó dùng thuốc lắm các bạn. Tại vì nó rất là phổ thông nên là lúc nào nó cũng tồn tại trong cơ thể vật nuôi cả, nên là mình sử dụng kháng sinh gì, kháng sinh nào thì khi mà vào cơ thể nó sẽ đề kháng rất là tốt. Con E. coli nó sẽ chống lại những cái kháng sinh đó, thành ra là khi chúng ta không biết cách sử dụng kháng sinh nó sẽ không hiệu quả. Bởi vậy nên rất nhiều anh em điều trị dơ ỉa cháy mà không khỏi các bạn, đơn giản là ỉa cháy thôi mà điều trị hồi thuốc này thuốc kia không khỏi. Các bạn xem hết video mình sẽ phân tích cho các bạn rõ hơn ở sau đây. Rồi thứ nhất mình nói là mà cái chủng E. coli nó gây lên bệnh dễ chảy trên dơ không. Cái chủng thứ hai nó có thể gây lên bệnh viêm phổi các bạn. Cái chủng thứ ba nó có thể gây lên đường viêm niệu đạo, viêm đường tiết niệu, gây lên bệnh bí tiểu qua dơ. Cái chủng thứ tư nó có thể là gây lên bệnh viêm màng não. Cái chủng thứ năm nó có thể gây lên bệnh bại huyết hay gọi là bệnh tụ huyết trùng các bạn. Cái chủng thứ sáu nó có thể gây lên cái bệnh sưng phù mạch, sưng đầu mạch như video các bạn thấy đó.
Vậy thì con E. coli nó gây ra rất là nhiều các bệnh với nhiều cái chủng, với nhiều cái biến thể khác nhau. Và nếu chúng ta không hiểu biết về nó, chúng ta không lành về nó thì các bạn dùng thuốc nó sẽ rất là khó khăn. Và nó sẽ khó điều trị được vì lý do là nó kháng thuốc. Vậy thì những loại kháng sinh nào nó kháng được và những loại nào kháng sinh nào chúng ta điều trị được? Thì con dơi này á là đã điều trị khỏi rồi nha các bạn. Các bạn chút nữa xem kết quả không. Và cái kháng sinh mà không điều trị được con E. coli, ví dụ con dơi các bạn dễ chảy, qua cái video này thì mình hướng dẫn các bạn nhiều thông tin lắm các bạn, điều trị rất nhiều bệnh. Ví dụ như bệnh dễ chảy ha, dễ chảy do E. coli mà các bạn dùng cái thành phần kháng sinh là ampicillin hoặc là penicillin hoặc là amox. Riêng cái ampicillin và penicillin thì 100% các bạn sẽ không điều trị được nó, không điều trị được bệnh dễ chảy. Còn cái amox á, các bạn cũng không có điều trị được, nó hiệu quả chỉ có 30% thôi, nó cầm sơ sơ thôi chứ nó không có điều trị được. Hoặc là các bạn sử dụng cái nhóm kháng sinh xếp, nhóm xếp các bạn hay sử dụng, xếp 500, xếp 200 và xếp 750, các bạn điều trị nó cũng sẽ không khỏi. Và các cái thở hở xếp như là cephalosin, cephalosin hoặc là ceftri nó đều không có tác dụng đối với cái dòng E. coli này. Và cái nhóm kháng sinh thứ hai đó là nhóm tetra. Nhóm tetra nó cũng hiệu quả không cao đối với E. coli các bạn. Nhóm tetra thì bao gồm như là tetracyclin này, doxycycline này, gentamicin này, gentamicin này. Đó thì nó sẽ cũng không có thở nào mà điều trị triệt để, hiệu quả nó không có cao đối với con E. coli này. Hoặc là cái kháng sinh của cái nhóm quinolone. Nhóm quinolone là một trong những nhóm kháng sinh phổ rộng rất là mạnh, điều trị kéo gram âm và gram dương, nhưng mà đối với E. coli nên dường như nó cũng không có tác dụng gì. Như là những kháng sinh mà các bạn hay sử dụng như là nofloxacin này, enrofloxacin này, ofofloxacin này, hoặc là ciprofloxacin, cái nhóm mà có cái tên sao quá là floxacin này, dường như nó cũng không có tác dụng gì đối với con E. coli này. Đó, dường như là nãy giờ mình nói rất 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 nhiều các loại kháng sinh đó, nó không điều trị được con E. coli. Vậy thì riêng một cái bệnh dễ chảy các bạn dùng mới có, nếu các bạn dùng những loại thuốc mà mình gọi như trên ha, thì dường như là nó không có điều trị được bệnh dễ chảy rồi, dễ chảy E. coli, các bạn thấy không? Đó là một trong những cái lý do mà các bạn điều trị một cái bệnh đơn giản thôi, đó là dễ chảy trên dương, các bạn trị hồi nó không bớt, dẫn đến là suy kiệt giờ, dễ chảy, kiệt sức, mất nước và chết. Vậy thì cái kháng sinh nào mà điều trị được nó? Thì cái kháng sinh mà điều trị được cái dòng E. coli này ha, ví dụ như E. coli xương phù đầu này, rồi E. coli tiết niệu này, hoặc là E. coli dễ chảy này, viêm ruột họ, thì cái kháng sinh có một cái tên rất gần với con E. coli đó là kháng sinh colistin. Kháng sinh colistin thì nó điều trị rất là hiệu quả các bạn. Colistin thì nó có hai cái dòng sản phẩm, một là sản phẩm uống. Sản phẩm uống thì nó sẽ không có hấp thụ vào máu mà nó đi đi trong đường ruột. Thì đối với sản phẩm colistin uống thì chỉ hiệu quả đối với cái bệnh dễ chảy trong đường ruột thôi nha các bạn. Tại vì nó không có đi vào máu, nên là những cái E. coli mà bệnh ở tiết niệu hay là bệnh ở phổi hay là bệnh viêm màng não hay sưng động mạch thì nó sẽ không có hiệu quả. Mà các bạn sử dụng cái colistin dạng tiêm thì nó mới hiệu quả nha các bạn. Nếu mà ở những cái vị trí nhiễm khuẩn khác do E. coli thì các bạn sử dụng colistin nhóm tiêm thì nó mới hiệu quả. Dường như là colistin nó hiệu quả hơn 95% đối với cái bệnh E. coli. Rồi một cái nhóm kháng sinh nữa có thể điều trị được đó là nhóm kháng sinh phenicol.
những loại kháng sinh mà có cái đuôi không, cái đuôi fenicol như là chlorfenicol này, thiamin fenicol này thì nó có thể điều trị được. Rồi cái bệnh E. coli thì đây là thường là những dòng thuốc tiêm nó điều trị được tất cả các cái chủng E. coli trên cơ thể vật nuôi. Và với những cái thông tin mình chia sẻ ở trên á thì bạn này ha điều trị bằng thuốc gì và nó có hiệu quả hay không, cái này, cái video này thì bạn gửi cho mình lâu rồi, và cái con này đã khỏi lâu rồi ha, hướng dẫn là tiêm cái DOT và chlorfenicol, đây là hai cái loại thuốc mà bạn có sẵn ha, bạn có sẵn gửi cho mình xem thì mình hướng dẫn cho bạn sử dụng cái này. Thì trong cái DOT này á, cái DOT này nó có cái thành phần là thiamin fenicol, nên là nó điều trị được cái E. coli và cả cái flo ha, và có một chai thuốc flo fenicol nữa. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng cái thằng azithromycin điều trị dễ cháy cho E. coli rất là tốt. Qua đó thì các bạn cũng đã nắm được một số cái thông tin cơ bản về điều trị bệnh sưng đầu mạch do E. coli gây ra, hoặc là cũng có một ít cái thông tin chia sẻ về cái bệnh dễ cháy cho E. coli. Đấy, kênh mình chia sẻ rất nhiều các cái vấn đề về bệnh cho dê. Nếu bà con anh em nào khó khăn trong việc chuẩn đoán và điều trị cũng như là cách sử dụng thuốc, dùng thuốc về bệnh dê thì hãy liên hệ với số Zalo của mình để trên màn hình, gửi cho mình một cái video về dê đang bệnh ha, gửi cho qua mình để mình chẩn đoán và hướng dẫn cái phác đồ điều trị. Các bạn có thuốc gì hiện tại ở gia đình thì cũng gửi qua cho mình luôn, mình xem cái phác đồ nào nó phù hợp thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn điều trị tại nhà. Và trường hợp mà dê nó có bị chết không thì các bạn cứ dạng tay mổ nó ra, đặc biệt coi cho mình cái chụp cho mình cái phổi này, cái gan này và đường ruột, xem nó như thế nào. Thì nếu các bạn không có đoán được bệnh thì gửi qua mình, mình sẽ chuẩn đoán bệnh cho nó chính xác nhất để đưa ra cái phác đồ điều trị nó tốt nhất cho bà con và anh em. Nếu các bạn và bà con thấy hữu ích thì đăng ký cho mình một shop ha, đỡ mà tiện theo dõi những video mình sẽ ra tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con và anh em ở những video clip tiếp theo.